thắng là đôi bên nào được nhất toàn thắng thì là sẽ được ta cho đầu và nước vừa sẽ được chúng tôi xin chân trọng giới thiệu trận thi đấu giải năm nữ vận động viên đội đại diện nam tử mang cờ màu đỏ và Nguyễn Thị Xuân là nam đỉnh mang cờ màu xanh, hai vận động viên bất tài đoàn kết. Trận thi đấu ở giải năm nữ bắt đầu. Đây vị khán giả chúng ta hãy cổ vào trong tay để cùng xem. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
là An Phụ và Nguyễn Thị Xuân là Nam Định. Nhà tài trò thống nhất là giải trị giá 3 triệu đồng, nếu nếu thua được thưởng 1 triệu, nam thua không được thưởng. Thi đấu ở hai hiệp. Hai hiệp. Thank you.